Xin chào mừng toàn thể quý vị đang đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bột Thực phẩm Tài Ký, ngân hàng Tài Ký Food. Và ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ những nghệ sĩ đang rất là trẻ trung và xinh đẹp. Mời hai đội ngồi đi để chuẩn bị giao lưu. Và bây giờ xin mời đội của Quang Đăng mình giới thiệu trước. Mình là Quang Đăng, mình là một vũ công, mình với tới đây với chủ trương là ăn là chính, thắng là 10. Xin chào, mình là Tường Vi và Vi là một diễn viên. Ngày hôm nay khi mà đến đây thì đã xác định là mình sẽ cố gắng hết sức để thắng, hy vọng là sẽ được thưởng thức nhiều món ăn thật là ngon. Xin chào mọi người, mình là Hà Phương Thu, mình là diễn viên tự do, ngoài ra mình còn thiết kế đồ họa nữa. Hôm nay mình có mặt ở đây là vì cô bạn thân của mình rủ mình đi ăn. Cô bạn thân hay là cậu bạn? Cô bạn thân. Cô bạn thân mình sao chỉ Quang Đăng? Dạ đây. Phải rõ ràng chứ, cô bạn thân mình chỉ Quang Đăng kỳ lắm. Chỉ Chi Dân thì được. Bây giờ mời đội của Chi Dân và hai cô gái đẹp. Chi Dân xin chào các khán giả của Mà Anh Nhỏ. Xin chào. Chưa gì mà thấy quên tên ông Hoàng Hạnh Phúc là thấy không có thắng được rồi. Anh Hoàng Hạnh Phúc. Đó, nói vậy đi cho trẻ. Chi Dân đến là chị ăn thôi. Em là Sĩ Thanh. Đội chơi của em ngày hôm nay, ban đầu em sẽ giới thiệu tên của nhóm chơi của em hồi nãy anh Chi Dân quên. Nhóm của em có tên là Khủng Long Tham Ăn. Nhóm của em tới đây với cái tiêu chí là cho là phụ và ăn là chính. Anh Hoàng Hạnh Phúc ơi, em theo em Quang Đăng biết thì hai bạn nữ trong nhóm bên đây là đang thanh lọc cơ thể, cho nên bởi vì ăn quá nhiều rồi cho nên hôm nay chắc không muốn ăn đâu. Hai bạn nữ là hai bạn nào? Chị tôi. Hai bạn nữ thì... Hai bạn chỉ hai bạn nữ. Hai bạn nữ đây, còn đây là nam à? Dạ. Rồi, xin mời bạn nam. Khẳng ơn người con chào mọi người. Hôm nay con được... Khẳng ơn hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ hôm nay con 19 tuổi. Dạ hôm nay con được mời tới đây, con cảm thấy vui lắm. Nghe nói là cô xin chơi chứ ai mời con? À, dạ cũng được, miễn có mặt ở đây là được thôi. Gái bây giờ nói chuyện nhạt nhẽo quá. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chủ đề ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay là dinh dưỡng cho tập luyện thể thao. Thực ra cái vấn đề ăn nó rất đơn giản là đưa dưỡng chất vào cơ thể thôi. Nhưng ăn cho đúng mới là điều quan trọng. Vì nhiều người nghĩ rằng mình phải giảm cân, mình không nên ăn tinh bột. Và có nhiều bạn là không hề ăn tinh bột luôn. Sai! Tại sao? Tinh bột nó cần cho cơ thể. Trong tinh bột nó có một cái lượng đường cần thiết. Bỏ tinh bột. Sai. Muốn biết sâu hơn nữa thì hỏi bác sĩ. Tôi biết chút đỉnh thôi à. Sao im lặng vậy? Thấy ông Hoàng nói chuyện nhạt quá. Thấy nạt nạt không ai dám nói gì hết. Thêm chút muối vô đi. Chúng ta hãy cùng đến với nguyên liệu đầu tiên. Nhiều bạn nữ nghĩ rằng để giảm cân thì cần hạn chế đến mức tối đa tinh bột và tập luyện thể thao bất kỳ khi nào có thể. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn rơi vào tình trạng kiệt sức do cơ thể cạn kiệt đường hay chưa? Nguyên nhân bởi vì đường bột là nguồn cung cấp năng lượng chính trong suốt quá trình tập luyện. Để duy trì tập luyện trong thời gian dài với cường độ cao, bạn nên ăn các thực phẩm giàu đường bột từ 3 đến 4 tiếng trước khi tập để tối ưu hóa dự trữ đường trong cơ thể. Ngày hôm nay, hãy cùng Thiên Đường Ẩm Thực đi một chuyến đến nước Ý để thưởng thức pasta, các loại mì nuôi được ví von như nữ hoàng ẩm thực của đất nước này nhé. Món pasta quen thuộc nhất ở Việt Nam chính là spaghetti sốt bò băm. Chân sơ mì spaghetti vớt ra xả ngay với nước lạnh và để ráo. Cho phần mì này vào chảo và đảo nhanh với bơ tỏi. Xào thêm thịt bò bằm với hành tây, bơ và một chút nước. Thêm một ít lá oregano và húng quế cho dậy mùi. Bây giờ thêm bộ ba cà chua đóng hộp, sốt cà chua và cà chua cắt hạt lựu nữa cho tròn vị. Sốt cà chua chua, thơm thơm mùi thịt bò, dễ nấu, dễ ăn mà quá ngon lành.
hãy cùng làm quen với một loại mì đen sợi dẹp sốt carbonara hải sản. Thưởng thức pasta đúng phong cách Ý là nấu làm sao cho sợi mì vẫn còn hơi dai dai ở phần lõi. Sợi mì không quá cứng cũng không quá mềm. Hải sản xóc với bơ tỏi cho dậy mùi thơm lừng. Cho thêm kem trứng vào đảo đều và cuối cùng là sợi mì đen dai dai thơm thơm lạ miệng. Món ăn bèo béo thêm vị hải sản tươi ngon đậm đà. Ăn ngon thế này thì càng phải tập luyện hăng say thôi. Một trong những đại diện của pasta là nui sò. Đặc trưng của loại nui này là màu chín, màu ngấm sốt, xào hay trộn đều ngon lành. Sốt cà luôn là lựa chọn tối ưu cho các món pasta vì làm dậy mùi của miếng nui. Áp chảo những con sò điệp béo ú cho vàng hai mặt, dai dai ngọt ngọt nữa là xong một món ăn ngon. Cắn thử miếng sò điệp thơm ngọt, ôi thiên đường chính là đây. Nếu đã làm quen với nui sò, hãy tiếp tục thử một biến tấu khác. Nui sò nhồi thịt băm và nấm. Hãy xào thơm thịt băm với hành tây, nấm các loại và rau chân vịt. Thêm kem sữa cho món ăn béo sệt. Bây giờ chỉ cần nhồi nhân vào nui sò nữa là ăn thôi. Hãy thử cắn một con nui sò béo tròn. Bạn sẽ cảm nhận được vị nhân thịt nấm mềm thơm, béo nhẹ vì kem sữa. Hòa quyện cùng vỏ nuôi sò dai dai thật là hấp dẫn. Luật chơi như sau. Nhiệm vụ của các bạn là truyền nuôi bằng muỗng, không dùng tay, ngậm muỗng vào miệng, sau đó truyền qua lần lượt đến cuối cùng không dùng tay. Mà các bạn dùng chân. Ừ? Dùng chân. Không được dùng gì hết. Trong vòng 1 phút. Đội nào chưa? À, dạ, đội nào mang về nhiều nuôi hơn sẽ là đội chiến thắng và bước vào đại tiệc. Bỏ tay về phía sau, bỏ tay về phía sau. 3, 2, 1, bắt đầu. Thôi, à, giờ chọc ai cười là khỏi. Sao Vy phải ăn cười. Bỏ tay về phía sau. Gì vui gì thì nó hết đáng à, cười gì đáng gì cười, vui thôi sao cười hả, làm gì cái mỏ chu dữ vậy. hết giờ dừng tay lại. Chưa biết ai thắng đâu mà ghen. Bên đây nhiều hơn nè. Bây giờ chúng ta sẽ đếm. Bên đội của Quang Đăng mang về 12 miếng nuôi. Các bạn nghĩ bạn được bao nhiêu? 100 hạt. Điên hả? Và các bạn mang về được 13 miếng nuôi. Chỉ một miếng duy nhất mà thôi. Bước vào đại tiệc. Wow. Đánh ra, chỗ của tôi. Đánh ra vậy rồi. Đâu biết đâu. Tặng Quang Thương. Gái bây giờ nó nhạt quá. Chú Hoàng con ăn nha. Hả? Từ từ con, đổ mồ hôi quá. Nít bây giờ mau lớn quá. Bây giờ chúng ta dùng món này trước. Món này là thịt băm với lại nấm nhồi vào cái nuôi con sò. Cái gì vậy? Em đang thử độ tổ thun của cái con mực. Không ăn thử chi vậy, độ thun gì? Khi mình đó, ăn là phải biết cách ăn, những cái món Ý là mình phải ăn cái kiểu Ý. Ồ, phải chảnh lên đúng không? Kiểu Ý là ăn bóc tay không xưa. Sao con gái bây giờ nó nhạt dữ vậy trời. Hát thôi đừng đi diễn hài nha. Cầm cái nĩa, mình bắt đầu chĩa vô con sò. Mình canh hai cái mí hai bên. Ổn hào. Nhìn cho kỹ cái cách ăn này. Hai cái miệng là phải hai cái máu của cái này nó chĩa vô để chia nó khỏi bị bung thịt ra. Đó, đẩy xuống, kéo lên một cái. Rớt rồi. Chú sao mình không lấy đũa gắp cho nó lẹ chú? À chú cũng thấy vậy, đúng rồi. Lấy đũa gắp lẹ thôi. Anh là sốt như vậy nó cũng lấy được nè. Nè. Nhỏ thông minh nè. Em thấy vậy nè anh ơi, bên đội này có vẻ không biết cách ăn, đội em biết rất là rành cách ăn cái món nuôi này. Về nhà nấu ăn nha. Nè, chấm với một ít tương nè. Để vô miệng nè. Con ăn được chưa chú? Ngon.
cái thịt nó mềm. Vậy con ăn nha. Ừ, cái nấm nó dai dai mà phém. Vậy con ăn nha chú. Mùi thơm của chú. Con ăn nha. Ăn đi con. Dạ. Mời cả nhà. Thơm lắm á. Thơm. Cái phô mai nó thơm á. Ngân ơi, em ăn một cục đó là em tăng tới 2 kg lần á. Em không quan tâm. Em bất chấp mà. Trời ơi, cái sai miệng cũng bự ghê ha. Sao con? Con thấy nó béo béo. Ừ. Thơm thơm. Ừ. Nấm nó ngọt ngọt. Ừ. Tôi nói nó cài. Ừ. Theo như một người mà có kinh nghiệm nấu nướng như em. Bà biết nấu ăn hả? Biết. Em nấu rất giỏi. Chú, chứ phải thương cho hai bạn nữ bên con nhìn nãy giờ hai bạn không dám nói tiếng nào. Bạn này là đi quay là sáng giờ không ăn miếng nào á chú ơi. Im lặng đi. Để người lớn người ta nói chuyện, nói đi con. Món này là một cái sự hòa quyện. Cái sốt ở trong á, cái sốt ở trong người ta bằm thịt với lại nấm á rất là vừa ăn. Và cái miếng mà nuôi ở ngoài á, người ta luộc không quá nát cũng không quá còn bị cứng, nó đúng vừa rồi ăn. Nó không quá béo, là nó là một cái điều rất là quan trọng. Tại những cái món đồ Ý nó rất là dễ gây béo á, nhưng người ta bỏ vô rất nhiều á. 9 điểm trong anh. Cho nên là em thấy ngon. Coi coi chị Vân ăn kìa. Sao? Em thì không có biết nấu nướng gì hết trơn, nhưng mà em thì thấy món này rất là lạ, chưa bao giờ ăn. Nói chung là những cái gì mà lạ thì em cảm thấy ngon. Ừ, cái này là ở bên Ý á, ở bên chỗ Italia. 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 Cho ăn tiếp món khác được không? Thì từ con, đừng nên vội vã. Bây giờ mình ăn cái món thứ hai là cái món nè, nuôi với sò điệp. Cái con sò điệp này là không phải con sò điệp ở bên mình. Dạ, ở bển á. Sò điệp ở mình là nhỏ xíu thôi. Con sò điệp ở bên Nhật, nó ở thành phố mà bán sò điệp là còn Kushikitaba. Còn có tiếng Nhật kêu sò điệp là Hachikutoto. Hachikutoto mà. Mấy đứa học ngoại ngữ rất tốt. Này, tao quên. Chấm miếng tương. Khoan. Đừng có ăn. Ăn nó ngon lắm. Có xin lỗi chú, có xin lỗi chú, con biết nhớ. Nhìn thấy là thấy ngon rồi, nó đây chảy nước miếng chân là thôi chùi chùi nha, chùi chùi. Ca sĩ trẻ bây giờ vô duyên quá. Thôi ăn đi, cho thời gian nó trôi qua lặng lẽ. Thôi đục đúc luôn kìa, sướng quá. Này nó khác một cái là nó hơi dai dai. Đúng rồi. Và sốt cà làm dậy mùi món ăn. Đúng rồi. Cà rất thơm. Đút cho con nha chú. Đút cho gà. Trời ơi, Thanh ơi ăn đi Thanh. Nó dai, nó sợi sợi luôn á kìa. Ngon lắm. Có sợi đẹp với con đẹp của Nhật mà. Quá chứ, nó ăn được. Ừ, đi. Hay, ăn đi ăn đi con. Nuôi ngon con, đi con. Đây, tôi lấy cho con nè. Dạ con. Con tự lấy hả? Gấp miếng nuôi gấp không xong. Một. Thôi bắt thôi. Ăn nhiều đi đi con. Dạ thôi con được rồi. Kiểu mình phải để dành những dòng sao. À, thông minh nè. Yeah. Nhìn cái gì, thèm lắm hả? Con sò điệp này nó cực kỳ tươi luôn á. Có sò đang hồi thung ra thung vô. Đúng rồi. Có cái một cái lớp mà áo ở ngoài con thở. Người bạn đó là người ta áp chảo. Người ta áp chảo là người ta bỏ cái người ta ướp vào á. Vừa đủ ăn, không quá mặn. Nó cảm giác rất là sảng khoái khi mà lúc con sò đẹp vô miệng. Bây giờ mình ăn cái món spaghetti nè. Này là mình phải để vô đây nè, hiểu không? Cái mình xoay. Ngon không? Cái cọng mì à, nó ngon là tại vì nó không mềm quá, nó không cứng quá, nó đủ độ dai. Mà cái sốt bò với cà chua này nó vừa mềm. Tại con thích ăn món này nhất. Dạ hả? Cái gì vậy? Bình tĩnh con. Con ăn vồ vập quá. Nghệ sĩ ăn còn ngọn lại. Đó. Hút mạnh vô. Đó. Sốt cà nó thơm quá. Ừ. Bò nó cũng ngon nữa. Ừ. Nói chung là tại con thích món này mà. Nè. Món này ngon á, chứ phải giỡn đâu. Hết chịu nổi rồi. Cái gì vậy? Không, em gấp cho anh. Thảo hỏi, cảm ơn.
Em muốn giao cho anh thôi mà, em đâu có làm đâu anh đâu. Đầu bếp của chương trình Thi Đường Ẩm Thực nói rằng là cái mì đen này mình kết hợp với hải sản thì nó ngon hơn là cái mì vàng bình thường. Sao rồi chú? Cái mì đen á làm từ cái màu đen của mắt con mực, cho nên khi mình nấu chung với hải sản thì nó hợp gu vô. Bắt bao nhiêu con mực mới làm được con mì này sư phụ? Ai sư phụ? Sao tên gì quên này? Anh Hoàng hả? Anh Hoàng Hạnh Phúc. Đúng rồi, anh Hoàng Hạnh Phúc. Chùi đi, đứng ở dơ quá. Bài thơ em viết cho anh ngày ấy. Bài thơ thâm kín những nỗi niềm người con gái. Đã yêu anh, đã yêu anh, đã chờ anh. Không được ăn đâu. Anh Hoàng ơi. Ơi. Có thể múc cho em một miếng đi. Anh Hoàng ơi. Anh múc cho em một miếng đi. Mèo mèo quá. Đừng có cãi. Dạ con không cãi. Ừ. Dễ thương không? Bé nói gì nghe đó à. Không biết coi. Dạ không hỏi. Ơi bỏ đi. Ơi. Ồ không biết. Cái cọng mì nó dai dai ha, nó sực sực. Mà cái hải sản nó lại tươi. Vi ơi, thiệt, Vi mà không ăn cái món này là thiệt. Đừng bao giờ đi làm nghệ thuật nữa thiệt. Ôi, nè, mình chọn các loại tương á. Trời ơi, ngon lắm thiệt luôn á. Phải rồi, phải rồi. Tém tém rồi bé con, nghệ sĩ gòn gòn chứ. Cái mì hả? Cái mì ngon. Mật cũng dài, tôm mới tươi, sò cũng tươi. Mà cái vị nó rất là dễ ăn, nó không có béo thôi chị. Mặc dù đó, em là một người chuyên gia béo luôn á, mà anh em phải ăn luôn rồi chị hiểu là nó ngon lắm. Trời ơi. Cái mì đen này á, nó là một sự kết hợp, cái mùi vị của nó là một sự kết hợp giữa nửa mì vàng và nửa mì gói của mình á. Cái mùi của nó dễ, vừa dễ ăn mà không quá béo. Đúng rồi, ngon. Cho nên là nó rất là hợp xào với lại hải sản. Cái mì này lần đầu tiên em ăn luôn, khác với mấy cái mì kia lắm. Đúng rồi, nó đen, mì kia nó vàng. Món này là em thấy cảm thấy là ngon nhất. Ừ. Nói chung là ở vòng đầu tiên, những món pasta của Ý là rất tuyệt vời. Quá ngon quá. Chúng ta cùng chờ xem nguyên liệu thứ hai là gì. Trong quá trình tập luyện, các tế bào cơ bị tổn thương và cần axit amin, đơn vị cấu tạo của chất đạm để phục hồi lại những tổn thương của tế bào cơ và đồng thời giúp cơ phát triển. Hãy thử học công thức chế biến các món ăn thơm ngon từ tôm của Thiên Đường Ẩm Thực nhé! Ở đây có bạn nữ nào thích ăn trái cây không? Nếu có thì chắc chắn món salad tôm dưa lưới sẽ là một khởi đầu hoàn hảo cho đại tiệc tôm hôm nay. Luộc những con tôm càng béo ú này vừa chín tới. Luộc vỏ tôm nhưng hãy giữ lại đầu để còn chế biến món khác nhé! Cắt phần thân tôm thành những lát nhỏ, cắt dưa lưới thành những miếng vừa ăn, thêm chút chua ngọt của dâu tây và trái kiwi, thêm vị chát nhẹ mặn mà của trái ô liu. Món salad thành phẩm sẽ đầy đủ các vị chua, mặn, chát và tràn ngập vị thanh mát. Rưới thêm chút béo nồng của sốt giấm Ý và hạt óc chó béo bùi nữa là món salad đã hoàn thành. Thật là một sự khởi đầu đầy cảm hứng. Với những con tôm tươi rói như thế này thì hấp là cách tốt nhất để cảm nhận vị tươi ngọt sẵn có. Lột vỏ phần bụng tôm, sau đó quấn với lá chanh thái như thế này để khi hấp tôm thêm dậy mùi nhé. Đập dập sả, tỏi, hành rồi xếp các loại gia vị này dưới đáy nồi. Đặt tôm lên trên rồi đem hấp. Rưới chút nước sôi, vặn thêm vài lá chanh thái vào nồi. Hãy canh cho tôm vừa chín tới là nhấc bếp xuống nhé. Món này ngon hơn rồi. Món tôm hấp nồng nàn mùi lá chanh, xả nhiều mời gọi. Miếng thịt tôm chắc ngọt sẽ khiến bạn ăn hoài không thể dừng lại. Bạn có thử qua muối trứng kiến bao giờ chưa? Kết hợp với tôm càng nữa thì ngon lành phải biết. Bắt tay vào thực hiện thôi. Lột vỏ thân tôm, lăn tôm qua chút bột giòn và thả vào chảo dầu nóng. Khi đầu tôm chuyển sang màu vàng cam hấp dẫn là món tôm cũng vừa chín tới. Đảo đều hành tây, ớt chuông với tỏi, cho tôm đã rang vào. Giờ thì cho muối kiến, muối Hồng Kông vào đảo đều cho tất cả hòa quyện lại. Thịt tôm giòn rụm bên ngoài, mềm ngọt bên trong, thêm vị muối kiến chua chua, mặn mặn, béo béo.
Ngon như thế này mà không được ăn, phải ngồi nhìn miệng thì đau lòng lắm cho xem. Nếu vẫn chưa cảm thấy đã đời với ba món tôm vừa rồi thì hãy tiếp tục với súp tôm bí đỏ. Bí đỏ cắt nhỏ, xào thơm với hành tây, cà rốt, thêm hạt dẻ, thêm nước và nấu cho tất cả các nguyên liệu mềm nhừ nhé. Món ăn sẽ thơm ngon nếu cho thêm một chút lá thơm. Cho súp vào máy xay và xay đều để món súp thêm mềm béo. Sau đó tiếp tục nấu súp với kèm sữa nhé. Trời ơi. Tôm luộc chín cắt miếng vừa ăn và cho vào súp. Nếm thử một muỗng súp, bạn sẽ cảm nhận được vị béo thơm của bí đỏ, kem sữa, thoang thoảng vị béo bùi của hạt dẻ, lại thêm cái dai dai sần sần của tôm tươi. Đại tiệc tôm ngon lành như thế này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong quá trình tập luyện thể thao đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức các món ngon này nhé. Chưa bao giờ xem mà sợ da gà. Em sợ hết cả da gà lên. Vậy đó hả? Ừ. Cô không được ăn đâu. Thắng được ăn. Và bây giờ là trò chơi. Rất đơn giản, trong trò chơi này các bạn chỉ việc lột tôm giống như thế này. Thấy kỹ chưa? Lột như vậy em bóc ra vậy. Nhìn mà. Cho kỹ nha. Rồi. Trong thời gian 2 phút, đội nào lột được tôm nhiều hơn giống như mẫu này là đội chiến thắng. Đặc biệt không được dùng tay trực tiếp vào tôm, hai tay cầm muỗng và nĩa. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 2 phút bắt đầu. Anh ăn thật đấy hả? Đưa cái tay ra coi. Xong rồi nè chị, xong rồi nè. Nè. Ồ, Tường Vy giỏi vậy, Tường Vy giỏi nè. Chết rồi, nó bị chệt rồi. Tường Vy giỏi thiệt. Tường Vy giỏi, Tường Vy làm đúng á, Tường Vy đang làm đúng. Trời ơi, Quang đang không biết làm gì hết trơn trời. Em biết ăn thôi anh ơi. Anh ơi, cố lên anh ơi. Trời ơi, khả năng giỏi vậy. Quá đẹp luôn. Giỏi cái mũi rồi, giỏi cái mũi rồi. Tường Vy, sao em đâm nát con tôm vậy Tường Vy? Đâm nát đâu? Trời ơi. À, đau quá. Trời ơi. À. 10 giây. 5 giây. 3, 2, 1. Hết giờ. Dừng tay. Xin dừng tay. Hãy dừng tay lại. À. Bây giờ tụi mình xuất sắc chứ. Trời ơi. Chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3, chị làm lục 5 tôm. Sẽ đếm tôm 2 tôm. Khỏi đếm đi. 1, 2, không, đếm cho nó nhục. 3, 4, 5, 6, 7, con này chưa xong nè. Con này không được tính. 7, 8, 9, lẽ ra là 10 nhưng mà con này nó còn vỏ nè. Nên không nè, được tính. Nè con xem xíu được. Và bên đây, cha, bên đây con tôm nó bấy nhầy ha. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5. Lẽ ra là hai con này không được tính, tại vì nó bấy nhầy. Nhưng mà tính luôn đi, không tính cũng vậy, tính cũng vậy. Đội chiến thắng thuộc về các bạn. Đội này có khiếu ha, chơi giờ đội thua. Trời ơi, run hết rồi. Ở đây chịu thua. Run tay hết rồi. Nhảy hả? Thắng là phải nhảy vậy hả? Nhảy 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 ăn mừng chứ. Nhảy xong rồi Dũng. À, làm cho mệt đói để ăn đúng không? Đừng nói vậy, người ta buồn tuổi thân. Vòng này em tiếp tục cầm hoa. Đúng rồi, tặng cho sư phụ cái bọc nữa nè. Sư phụ hoài. Mình dùng cái món salad trước đi. Thiên dân trộn giùm, trộn dạ. Lên. Thôi khỏi đi, ngồi chơi mấy đứa, ngồi chơi. Mấy đứa là lớn tuổi rồi, mấy đứa mới ngồi chơi. Mời mọi người ăn ngon. Thôi dạo này cũng đang mập rồi, giảm cân cũng được. Thơm quá vậy. Nè, nè. Nè. Ô liu đấy. Tưởng chai nhau.
dưa lưới á, mát. Những ngày hè nóng bức nên dùng dưa lưới nhiều. Có tuyệt vời không? Tôm giòn ngọt, dưa lưới thanh nhẹ, thêm ô liu chắc chắc chát, mặn chua mặn. Chua mặn mặn. Hòa thì mời. Chào thấy sao? Ngon lắm. Ngọt có, chua có, chát có, mặn có, béo cũng có nữa. Dễ ăn. Mình phải bình thản trước mọi thứ. Thì cái mặt mình bình thản mà cái bụng mình nó không bình thản. Nói thật một câu nè. Những cái món này là đời Tường Vi phải nên ăn. Bởi vì cái salad này rất tốt cho sức khỏe. Bây giờ xin hỏi các bạn một câu. Ai trả lời đúng, cả đội cùng dùng. Khi con tôm nó thấy con mồi phía trước, nó sẽ phóng tới bắt con mồi trong vòng bao nhiêu giây? 5 giây hay 7 giây? 5 4 hả? 5. Sai. Vì con tôm thấy con mồi nó không phóng tới được, con tôm đi lùi không à? Đúng không con? Ăn đi. Bây giờ mình sẽ dùng cái món súp gọi là súp bí đỏ với tôm. Cái súp bí đỏ này khi mà vào nhà hàng á, năm sau là thành món súp thượng hạng. Món này tôm cà ri mà. Khi mình biết mình mức độ vô duyên nó cao quá thì mình bớt nói lại. Quá tuyệt vời. Bí đỏ thơm mà nó mịn nha. Không đặc quá, không lỏng quá. Cái mùi tôm nó dậy lên trong này rất đặc biệt. Xin mời. Nó ngon lắm đó. Đúng rồi, cho có muối không? Hay nước mắm đó, cho ảnh miếng không. Uống hết cho nước tương là nhắc được rồi đó. Sao sao? Nó thơm mà nó mịn quá. Cung cách mà ăn quý phái. Đúng rồi. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Bị trúng độc rồi, sư phụ ơi. Quá ngon, quá ngon. Không thể nào ngon được như vậy. Cái kiểu như là cái bí nó rất là mịn và rất là ngọt mà nó không làm cho mình cảm thấy béo. Đúng, chính xác. Hên cho các bạn là gió đang thổi về hướng này đó. Thổi về hướng này là chịu không nổi đâu. Trời ơi trời. Thổi về hướng này là nực chết luôn đó. Trời ơi. Trời ơi. Lạc rồi phải không? Lạc phải không? Liếm liếm mắt. Bây giờ sẽ có một câu hỏi để đội bên đây trả lời. Câu hỏi rất vô cùng đơn giản. Con tôm càng và con tôm hùm về cơ bản khác nhau cái gì? 5 to 4, nhỏ thôi. Hả? To nhỏ. Sai. 3 2 Con có càng, con không có càng. Sai, nó khác nhau về cái tên. Đó, cơ bản khác nhau về cái tên. Con không được ăn hả? Lòng tốt bị bỏ qua. Chà chà chà. Cháu ở ngoài biển không sống mà về đây làm gì? Cháu ở ngoài sông không sống mà chui vào đây làm gì? Cháu nhìn, à tội mấy đứa này quá hả? Thôi kệ đi. Chương trình này bao nhiêu phút? 4 tiếng. 4 tiếng. Sẽ là một câu đố nữa dành cho đội không thắng cuộc. Biển Vũng Tàu và biển Đồ Sơn về cơ bản khác nhau gì? Cái tên. Cái gì? Cái tên. Cái tên sai. Vị trí. Một... Hả? Vị trí. Vị trí gì? Thì một cái nằm miền Nam, cái nằm miền Bắc. Chính xác, hay quá, vỗ tay. Mình một mình bạn được ăn. Cái này là muốn chia rẽ nội bộ. Ai làm vậy? Trời ơi, bạn chơi quân tử gì luôn ha, không ăn luôn hả? Để chừa bụng lát nữa ăn hủ tiếu gõ đúng không? Nhớ nha. Lạc lạc phải không? Lạc lạc cái liếm cái của bạn. Cho mình cái băng keo dán miệng cho lỗi lại lắm ấy. Không, nói gì thì nói cho Chi Dân anh khuyên một câu nè. Lên sân khấu là mở nhạc từ ở trong ra hát. Xong cúi đầu vô. Nhưng không nói câu nào đừng không? Giới thiệu gì hết trơn. Cái đó có MC người ta làm hết rồi. Nói câu nào ra vô duyên câu đó. Em là cũng dành dành kỷ lục á. Người ta nói 9 câu thì 8 câu vô duyên một câu được. Còn em là không có câu nào được hết. Tao giờ nói gì vui vui nè. Nhận xét về Sĩ Thanh. 2, 3. Rất là đẹp. Giống nữ hoàng Ai Cập quá ha. Em nói có duyên chưa? Thôi nghĩ luôn đi. Wow. Nè, chúng ta hãy nhìn con tôm nè.
không bự như mình tưởng tượng. Ừ, đợi bự rồi sao tôi nấu phải teo lại chứ. Em nói vậy để tụi em đỡ tức. Cái tôm ở ngoài thì giòn nha, nhưng mà ở trong thì mềm tươi nha, ngọt ngọt thịt, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Này bạn luôn cái dĩa ngon này cho phụ. Mình không cách sáo nha. Bây giờ vậy nè, em là ca sĩ mà hôm nay có viết bài gì mới không? Hát thử một đoạn cho mọi người ở đây cùng ăn, cùng nghe nhạc nó du dương, đúng không? Bài gì mới mà chưa phát hành nữa nha. Ladies and gentlemen, and now single, di dân, no talk, only sing. Ủa cái này tập này khi nào mình phát sóng nha? Tập này có em chắc bỏ luôn á. Thôi khỏi hát luôn. Hát đi, năn nỉ, hát đi. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một vài tình cảm di dân gửi gắm vào ca khúc của mình. Xin mời. Ca khúc được mang tên Sao Sống Em Sánh Thấy Sao. Bài Bởi Vì Em Hết Yêu Anh đi. Rồi, 2, 3. Giờ đây anh chẳng biết phải làm gì ngoài nhìn em ra đi trong vô vọng. Hay quá. Vì em đã hết yêu anh, níu giữ tay em, có chắc em quay về với anh. Mặc dù anh đã dần cố gắng tìm bao lý do để hàn gắn, nhưng một lý do một lòng em ra đi là vì em hết yêu anh. Như kéo chi đau lòng anh. Rồi, anh tiếp anh. Từ sâu ở trong đây rồi. Dạ dạ. Anh chị thấy hai ba con tôm càng. Thấy không? Mình phải sáng tác nhạc theo món ăn. Quá tuyệt vời. Thấy kỳ quá, ăn mà nó không được ăn. Bà nó không muốn ăn. Họ không chấp nhận sự ban bố. Họ không chấp nhận sự thừa thải. Họ không chấp nhận ăn trực. Họ thà ngồi nhìn. Họ thà để cho bao tử làm việc sai khoa học. Có bốp mà không có gì để bốp. Anh đừng có nhắc cái bao tử ở đây. À quên quên em. Em hát muốn chết luôn nãy giờ. Quên quên. Cảm ơn sư phụ. Dễ thương. Giờ anh phát hiện ra cái năng khiếu của em là hài đó. Hài chứ không hề nha. Hài, em là hài bất chấp ai cười em cười thôi à. Em chỉ biết là em vui được. Em chỉ biết là em vui. Trời. Con tôm này nếu mà bình thường mình luộc á thì em đã thấy nó cực kỳ ngọt rồi. Vì nó có cái lá chanh nó quấn lên, nó làm dậy lên cái mùi. Ở dưới có xả nữa nè. Ở dưới có mùi xả giống như con tôm nó giống như được đi spa vậy. Vậy thì từ nay mình thích đổi tên con này là tôm spa. Ăn vô cảm thấy rất tươi trẻ, sảng khoái. Ok, trời ơi. Hấp dẫn không? Hấp dẫn, bóc bằng tay luôn là anh biết rồi đó. Đây là tôm người ta rang với trứng muối kiến nha Thành nha. Dạ. Biết trứng muối kiến không? Không. Tức là cái trứng con kiến á, người ta lấy về hả? Người ta lấy về người ta làm muối, bỏ muối vô, người ta trộn vô, người ta làm thành cái loại muối chấm. Cái này là đặc sản ở trên miền núi á, trứng kiến làm muối ngon lắm. Ủa em không biết này hả? Cái món này là một trong những món đặc sản của người miền núi á. Vị ngon. Không ăn hiểu được đâu. Ngon lắm. Vô đi. Đi. Dạ con thấy ngon. Cố gắng ăn đi, không còn bao lâu nữa đâu. Cái muối nó thơm, nó cay. Nó cũng bé béo, cầm cầm nó mấy cái cục. Đó là trứng kiến, bé bé là trứng kiến béo đó con. Ngày hôm nay chúng ta ăn quá nhiều món ngon. Hai dòng đều ngon hết. Rất buồn cho những người bạn là phải ngồi nhìn. Không sao, ngắm nhìn cũng là một hạnh phúc. À ngắm nhìn cũng là một hạnh phúc. Rồi thế vòng sau ngắm nhìn luôn nha. Không phải không, vòng sau mấy bạn thắng. Nhưng mà tới món tráng miệng rồi. Ăn như nó bị lạc. Bây giờ chúng ta hãy đến với nguyên liệu tiếp theo. Như đã nói, sau khi tập luyện bạn cần bổ sung nhiều chất đạm để phục hồi tế bào cơ. Ngoài thịt cá, đạm còn có mặt trong các loại hạt. Đây là loại đạm thực vật dễ tiêu và giúp hạn chế việc sinh ra các chất gây bất lợi cho sức khỏe. Thông thường khi nói đến đạm thực vật, người ta thường nghĩ ngay đến đậu nành. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một loại hạt giàu đạm mới, hạt hạnh nhân. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh bột và chất đạm trong hạnh nhân sẽ giúp phục hồi cơ thể sau quá trình tập luyện. Đặc biệt hơn, loại hạt này còn có axit béo không no, rất tốt cho cơ thể. Món ăn tăng cơ đầu tiên từ hạt hạnh nhân sẽ là heo rừng áp chảo sốt hạnh nhân. Trước hết hãy chuẩn bị phần salad ăn kèm nào. Dưa leo ngâm muối, cà chua bi chua ngọt và nước mắm tắc,
sẽ là sự phối hợp hoàn hảo để tạo nên hương vị mới lạ cho món rau trộn. Đầu bếp Võ Hoàng Nhân đang làm dậy vị núi rừng của thịt heo với nước cốt hành tỏi xả, tiêu đen và hắc xì dầu. Vài tiếng sau, miếng thịt heo sẽ nồng nàn hương vị cho mà xem. Miếng thịt ngon là miếng thịt vẫn đang trên chảo nóng như thế này. Đã đến lúc phết bơ và thêm hành nhân lát giòn. Phải chi mà bạn được cắn ngập răng một miếng heo thơm lừng, thỉnh thoảng xen vào vị hành nhân tươi thơm, thêm lát bánh mì nữa thì còn gì bằng. Bây giờ hãy kết hợp hành nhân với mè đen, một loại hạt bổ dưỡng khác. Miếng mực tươi ngon đang được đầu bếp khéo léo khía vảy rồng. Cách này sẽ làm cho miếng mực của bạn bồng vàng khi chiên. Bây giờ là loại gia vị giúp làm tăng hương vị của hành nhân, bột hạt ngò. Đầu bếp thượng hạng của chương trình đang áo mực với xù, mè đen, hành nhân. Những miếng mực hành nhân vàng ươm làm thơm lừng cả dàn bếp. Tiếp theo hãy đến với vũ điệu của mực với các loại rau củ. Miếng mực giòn thơm vị hành nhân, bên ngoài được phủ một lớp mayonnaise bèo béo và thoảng chút vị nồng của ớt. Món mực xốc hành nhân đã sẵn sàng cho đại tiệc. Để có vóc dáng đẹp, không chỉ là ăn uống mà còn tập thể thao. Đây, cái người mà nhảy nhiều, thấy đẹp không? Quá đẹp. Cái người ngủ nhiều, đó, thấy không? Phải ăn uống, tập đều đặn thì cơ thể mới săn chắc và khỏe mạnh được. Và bây giờ sẽ có một trò chơi vô cùng đơn giản. Các bạn vừa tập thể thao, 2, 1, cô dạy em tập thể dục buổi sáng, 1, 2, 3, hít thở, hít thở, hít thở, đó. Âm nhạc nổi lên, sẽ có 5 chiếc vòng nằm dưới đây. Âm nhạc ngưng lại, nhảy vào vòng. Người nào đứng bên ngoài, loại dần cho đến khi nào còn một người duy nhất thuộc đội nào, đội đó giành chiến thắng. Âm nhạc bắt đầu. Đi đi nhanh lên. Bên nào hướng nào? Đi ngoài vòng đỏ. Đi nhanh lên chị Thanh. Nhúng xào xuống. Rồi chị Vân ra ngoài. Em đồng đội mà đẩy nhau ra vậy đó. Bước ra ngoài đi, bước ra ngoài. Đi xuống dưới ngồi chơi uống nước con. Chuẩn bị chưa? Sẵn chân chưa? Âm nhạc. Đi nhanh lên nha. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Cái đầu á chị ơi. Đi ngược lại. Ủa sao vậy Thanh? Giết nhau ngoài vậy? Đội mình chơi cái đồng đội như vậy. Yeah. Như vậy là mình không có gì, mình không có tự nha. Mình hại mình. Rồi hai bạn mời một người xuống dưới. Thanh chơi nha. Như vậy là 1-3. 1-3 nha. Đủ sức không? Không. Không mình chơi luôn đúng không? Âm nhạc. Nhanh lên Vy. Nhanh lên. Để cho nó không bị đụng nhau. Em bước vô trước. Đúng, Sĩ Thành bước vô trước. Em nhường luôn, không sao. Bình thường. Rồi, Sĩ Thành bước vô trước. Rồi, mời các bạn. Chúng ta hãy cùng chờ xem Sĩ Thành có chiến đấu được với Tường Vy và Thu hay không. Thành ơi, cố lên. Âm nhạc. Quay. Cái gì vậy?
Cái gì vậy? Wow. Rồi, ở đứng hai bên, nha. Đứng hai bên đi. Yeah. Chỉ còn một chiếc vòng mà thôi. Trời, gì vậy? Cơ hội ăn tiếp vòng thứ ba. Cơ hội nhìn tiếp vòng thứ ba. Cơ hội 10 triệu đồng. Cơ hội lên tiền hình sẽ bị ném đá. Trời ơi, Tường Vi gì đâu mà chơi dở vậy trời. Thua ba vòng trời. Ám nhạc. Đi nhanh lên. Cái gì vậy? Mấy đứa chưa? Thành ơi, phóng ra Thành ơi. Như vậy là Tường Vi nhanh chân hơn. Vì sao? Chân dài hơn. Em chọn cho sau. Em chọn cho sau, hiểu không? Tại chân ngắn quá đó. Vì để cái tới của em phải để cái nhúng đó nữa. Em nhúng mà mất đà luôn đó. Mất thêm 3 giây nữa đó. À bây giờ đội nước vào. Bây giờ đội bước vào đại tiệc là đội của Tường Vi, xin chúc mừng. Yeah. Vậy là giỏi rồi. Một mình em mà chống chọi được ba đứa là giỏi rồi. Những món ăn về hạnh nhân rất tuyệt vời. Và dĩ nhiên đội thắng cuộc là đội ăn. Các bạn chịu khó nhìn miệng. Và chưa. Dạ không, em để cho Khả Ngân rót trà giùm em. Không phải trà. Đâu ra vậy anh? Vì sao có này ở đây? Bởi vì sao? Các bạn sẽ được thưởng thức Aladdin một... và cây đèn thần. Các bạn sẽ được thưởng thức một món ngon 3 phút làm tại đây luôn. Và xin mời đầu bếp Võ Hoàng Nhân. Hấp dẫn quá vậy. Bây giờ anh có thể giới thiệu những món ăn này cho tụi em biết được không? Cái món đầu tiên là cái món heo rừng với hạnh nhân. Thì heo rừng này nhân nướng ướp với lại sốt tiêu đen và một ít cái nước mắm theo cái cách của Việt Nam mình rồi nấu ra. Ngon. Heo rừng giòn, hạnh nhân giòn. Tôi chỉ mùi Vi ơi. Tôi chỉ mùi đó. Bây giờ em mới biết được cái cảm giác mà ngồi nhìn mê cái đó. Tối thì cứ ăn chứ gì cho mệt vậy. Cái phần da của heo rừng này nó không giống như là heo trong chuồng. Nó rất là chắc bởi vì heo rừng nó chạy trong rừng cho nên tập thể thao rất là nhiều cho nên cái phần da thấy không có nhiều mỡ. Tuy là thấy một cái phần lớp như vậy mà ăn vô thì nó không có ngấy mỡ. Nó giòn lắm, giòn. Với lại kết hợp ăn chung với lại hạnh nhân với lại rau mầm á thì nó vừa có cái cay cay của rau mầm, béo béo của hạnh nhân, rất là ngon. Đáng lẽ cái vòng cuối là phải ăn chung các bạn cho nó vui chứ, nhưng mà tại vì các bạn không thắng. Nhưng mà lỗi không phải của Chi Dân. Lỗi của định mệnh. Cho nên bây giờ Chi Dân hát một câu cải lương đi. Nữa trời ơi, hát hoài. Biết sao không cho anh bớt nói lại đó. Ba đứa em ăn luôn hả? Ừ. Dạ, hay quá. Hát dở đừng chê, đừng cười nha. Rồi. Kìa, chưa gì anh cười trước rồi kìa. Anh đừng có cười. 2, 3, vô. Đẹp mới mai lên trốn thành đô, nhà xe gực gỡ. Xin đừng quên con bến đò xưa, anh vẫn nơi đây dò dỗi mong chờ. Cái này là độc rap rồi. Không. Ở đây mình ngồi ăn thịt heo rừng mà nghe cái lương nó giống miền rừng núi. Hát nhạc Tây Nguyên, được ăn, hứa luôn. Không nói độc rap nữa. Em đẹp lá lại Tây Cú ơi. Trái tim anh vẫn vỡ tan rồi. Không, chăm nhìn vào đôi mắt ấy. Ôi cơ nguyên, ôi cơ nguyên. Hát đi, ai hát. Ai mua sông anh em trọn đời. Mẹ thấy ba ư. Ư, á, ư, quá, ư, quá, ư. Như núi từ đông ra ra bay mặt trời. Núi chấp ba bên, núi chấp rông. Ai hát rồi. Hát rồi. Rồi, một người hát rồi, giờ tới người thứ hai. Rồi đó, thấy không? Khả Ngân, hát đi, Khả Ngân. Beatbox cho em. Vô, beatbox đi cho ngồi khỏi ăn luôn. Vô. Em beatbox này hiện mũi. Mũi không? Cái beatbox của Ngân nó hơi nhạy cảm nên thôi để chỉ qua chỉ danh đi. Đừng nuôi gian tài nuôi lại biến xanh, ta đi vòng tay lớn ba để núi sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về. Nhưng mà rất tiếc đội bạn ăn hết rồi. Em cảm giác bên em hát là
đùa. Món tiếp theo là gì anh? Cá bóp với lại hạnh nhân và cái hạt hướng dương á. Cá bóp này nó béo lắm. Cái hạt ở ngoài nó giòn, cái cá thì nó béo. Tuyệt vời. Dùng đi mấy đứa ơi. Ở bên ta ăn, tụi mình uống nước mắm này. Có vẻ hình như bên mình chiến đấu hơi bị hăng say ha. Trong này có cá lá quế chiên. Ăn cá thì thứ nhất là cá rất là mềm, thứ hai là nó bao bởi vừa hạnh nhân vừa hạt hướng dương, cắn vô nó sực sực béo béo. Khả Ngân vừa tham gia một cuộc thi về nhảy, bây giờ mời Khả Ngân nhảy là Quang Đăng là chùm rồi, để Quang Đăng sẽ nhận xét và đánh giá luôn, và được hay không được thì Quang Đăng đó. Nhưng mà riêng em là được, chắc em đẹp, em có quyền, mời em. Nhưng mà thường em nhảy em phải có bằng nhảy, mà thường thì trước là em làm việc với anh Đăng cũng nhiều rồi, em hợp với anh Đăng nhiều cái nhảy á. À hay quá. Anh Đăng bận ăn rồi em ơi. Đúng rồi, bận ăn rồi. Thôi bây giờ anh sẽ kiếm em một bạn nhảy mới, xin mời chị Vân. Trời ơi, có nhảy đâu. Vô. Nhảy gì anh? Anh phải dìu em. Diễn cái bạn diễn đi. Các anh đang cười. Quay. Ủa, quay nữa, nhọc nữa, nhọc. Rồi, te, qua đây qua. Có em về. Mình trần ánh trăng. Vô ngồi con. Rồi ăn. Hết rồi. Hôm nay món này, món này món gì? Mực sốc với hạnh nhân á. Mực sốc hạnh nhân, xin mời. Chấm với nước sốt tắc. Cái mực nó có độ giòn vừa phải của mực. Ở ngoài này, hạnh nhân bao bọc rất là giòn ngon. Ăn nó giòn, nó không bị bở, mà thêm hạnh nhân nó giòn giòn nữa, nó cảm giác cái vị nó bùi, nó ngấm, nó thấm vào. Nói chung em ăn rất là thích. Và bây giờ là món ngon 3 phút, xin mời anh Nhân. Thì sữa này là hạnh nhân và kết hợp giữa hai loại sữa. Đây là sữa bò của vùng Long Thành, Đồng Nai của mình. Gần nhà tôi đó. Dạ. Ý, gần nhà em luôn rồi. Ừ, anh ở Quảng Nam á. Gần ghê á. Mình nấu vừa phải, có nghĩa là cái độ nóng nó khoảng 60 độ. Còn đây là cái sữa bắp á. Trời ơi, cái đó có Aladdin và cái đèn thần ở trong đó. Còn đây là hạt hạnh nhân nguyên. Hạnh nhân nguyên mà Nhân cũng đã đem rang, rang với một ít muối. Trời ơi, đầu bếp gì kỳ vậy? Dướng, dướng à. Chắc chế ra 7 cái mà mọi người luôn. Ngon quá. Trong cái món sữa bắp này, nó không giống như món sữa bắp bình thường. Tại bình thường đang uống sữa bắp đang không thích lắm, tại nó hơi béo. Đúng rồi. Mà cái riêng cái món này nó vừa có sữa mà vừa có bắp. Đường thì có một chút thôi, mà quan trọng nhất là nó có cái hạt li ti của hạnh nhân. Thành ra lúc mình vừa uống như mình vừa uống vừa ăn nữa, nó rất là đặc biệt. Bởi vì em nghĩ là nếu mà buổi sáng mình không cần ăn sáng, chỉ cần uống ly này thôi là nó cũng thay giống như là ngũ cốc luôn. Đúng rồi. Nó giống sự ngũ là cốc đủ năng lượng luôn. Như vậy là hôm nay chúng ta được thưởng thức rất là nhiều món ngon từ đầu bếp mang đến cho chương trình. Và bây giờ sẽ còn tiếp tục ăn tiếp. Xin mời đến phần bánh Việt. Hãy cùng Thiên Đường ẩm thực đổi vị với một món bánh mặn miền Bắc nhé. Bánh khúc làng Diềm. Lá khúc tươi đem xay với chút nước, sau đó cho vào rây, chắc hết nước ra để lấy phần lá khúc xay. Trộn đều phần lá khúc xay này với bột gạo và nhồi bột thật kỹ cho đến khi được khối bột dẻo mịn như thế này. Bí quyết để nhân bánh khúc có mùi thơm đặc trưng chính là hành tím phi. Nhân mặn của bánh được làm từ thịt ba chỉ sắc sợi, xào với đậu xanh. Xào cho đến khi nhân đậu xanh đặc quánh, không dính tay là đã có thể gói bánh được rồi. Nặn nhân thành những viên đậu bé bé như thế này. Bọc bên ngoài bằng bột lá khúc, sau đó nặn hình nhỏ nhỏ xinh xinh. Đem bánh đi hấp đến khi bột chín, ống lên màu xanh đẹp mắt. Chiếc bánh dẻo dẻo cắn vào gặp ngay nhân mặn vừa miệng, chút ba chỉ sần sật bèo béo, thơm mùi hành phi thoảng lên hết sức tinh tế. Khi ăn chấm thêm lớp mè để chiếc bánh thêm thơm ngon lạ miệng.
Món bánh 9 tầng mây của Thiên Đường Ẩm Thực sẽ khiến bạn ngây ngất ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi màu sắc hấp dẫn đầy cảm hứng. Mách bạn rằng màu hồng xinh xắn của chiếc bánh được làm từ nước củ dền, vừa đảm bảo an toàn mà màu sắc lại tự nhiên. Trộn bột cúc dừa, đường, bột năng, bột gạo thành hai phần bằng nhau. Sau đó hãy trộn một phần bột với nước củ dền, phần còn lại trộn với nước trắng. Quậy đều hai phần bột, trong lúc đó hãy chuẩn bị nồi hấp nhé. Hãy bắt đầu hấp với lớp bánh mỏng màu trắng, sau đó tiếp tục hấp với một lớp bánh thật mỏng màu hồng. Cứ thế tiếp tục hấp xen kẽ hai màu bánh, bạn sẽ có được chiếc bánh nhìn thần tiên như thế này đây. Thật đúng với tên gọi bánh 9 tầng mây. Bây giờ thì còn chần chừ gì nữa mà không thưởng thức thật ngon miệng đại tiệc bánh Việt nào. Xin mời. Và bây giờ sẽ là hai món bánh ở phòng bánh Việt, đó là bánh khúc làng Diềm và bánh 9 tầng mây. 9 tầng mây giống như mình lên 9 tầng mây phải không anh? 9 tầng mây là bánh có 9 lớp đủ màu. Dạ, chào cô ba. Đây là bánh khúc làng Diềm, còn đây là bánh 9 tầng mây. Cái bột nó dẻo dẻo, dai dai. Nó là nhân mặn chứ không phải nhân ngọt. Bánh này nó dai dai. Cái nhân của nó giống một cái loại bánh nào đó, em biết nhưng mà tự nhiên bây giờ em không có nhớ tên. Xôi cúc quá vậy. Nhân xôi cúc. Đúng rồi, xôi cúc. Cái này nó giống như là xôi cúc của mình đó, nhưng mà cái này là làm ở một cái làng gọi là làng Diềm ở ngoài Bắc Ninh đó. Ở bên này đi, bánh 9 tầng mây. Nói chung là dai dai, nhai vui vui, vui miệng. Bánh này bỏ vô miệng một cái rất là mềm. Rất là mềm, rất là dễ chịu. Vậy là tưng người tưng vui ha. Muốn lên 9 tầng mây luôn phải không? Mà nó thơm, em nghe được cái mùi thơm, cái mùi dừa ở trong. Bánh này thì mình đang thấy nhớ tới bánh da lợn mà màu hồng. Mà chắc có 9 lớp cho nên thành 9 tầng mây nè. Ngày hôm nay chúng ta được ăn rất là nhiều món ngon và được thưởng thức hai món bánh Việt. Bây giờ là tuyệt vời hơn bởi vì sao? Phần quà của nhà tài trợ dành cho các đội chơi và đặc biệt là phần thưởng lớn dành cho đội thắng cuộc. Đến Thiên Đường Ẩm Thực gặp ông Hoàng. Thơ là đã có gia đình và mấy bé rồi? Dạ một bé rồi. Bây giờ mình chấm nước mắm nè. Có cái cuộc thi nào nó tàn nhẫn cái cuộc thi này không? Trời ơi có cái cuốn kìa. Nó đầy đủ tất cả các gia vị luôn nha. Mặn, chua, tan chảy trong miệng. Trời ơi, bà không nhìn tôi mà nhìn ngay cái cuốn. Bạn hả? Bạn với nó hả? Cắn bạn luôn nè. Bây giờ sẽ là những phần quà của nhà tài trợ được trao bởi cô Hiền Minh, chuyên gia về bánh. Và bây giờ là cái gì vậy? 10 triệu đồng dành cho đội thắng cuộc. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình Thiên Đường Ẩm Thực do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điều Quân thực hiện. Nhà tài trợ của chúng tôi, Công ty Cổ phần Bột Thực phẩm Tài Ký, nhãn hàng Taki Food. Hãy đón xem chương trình của chúng tôi vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Nào cùng khám phá canh chế biến món ngon thịt ngon. Nào cùng mau xem game show thử thách vui thịt vui. Nào là thịt nướng hải sản với lẩu xiêu đá luôn. Đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nè. Đội tôi chiến thắng, đội tôi chiến thắng. Bạn phải nhìn đói suốt cả chương trình đây. Và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay. Chỉ một đội thắng thương thức đến món ngon thịt ngon. Thiên Đường Ẩm Thực ông Hoàng Hạnh Phúc cùng chơi cùng vui.